Canada muốn đẩy nhanh việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP nhằm bù đắp cho tác động tiêu cực do căng thẳng thương mại với Mỹ. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Quốc tế nước này vào hôm 11 tháng 6. Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Francois Philippe Chambon cho biết phê chuẩn CPTPP là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Canada và sẽ đẩy nhanh việc đưa ra dự luật về hiệp định trước khi Quốc hội nhóm họp vào mùa hè này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Canada và Mỹ gần đây xấu đi do Washington áp thuế nhập khẩu đối với mặt hàng nhôm, thép từ Canada, đồng thời đe dọa các động thái tương tự nhằm vào ngành ô tô của nước này.